Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2024 Minh phải cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế Giá vàng thế giới sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm thứ ba Sau khi Mỹ công bố những con số lạm phát tháng 2 cao hơn dự báo Đây là điểm dữ liệu đặt ra khả năng Cục Chỉ trữ Liên bang Mỹ Phép sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn ở trong nước, giá vàng đồng loạt điều chỉnh giảm cực sốc sau những ngày tăng ấn tượng. Giá vàng miếng đã sụt về sát mốc 80 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng nhẫn bố số 9 cũng đã hạ nhiệt lùi về quanh mốc 69 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 16 triệu 200 nghìn đồng một lượng so với giá vàng miếng và 3 triệu 900 nghìn đồng một lượng so với giá vàng nhận bố số 9. Hiện, Giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến là quanh mức từ 77.500 cho đến 78.900.000 đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức từ 80.100 cho đến 80.700.000 đồng một lượng. Giá vàng nhận bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 67.630.000 đồng một lượng và 69.130.000 đồng một lượng. Cụ thể vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 78.200.000 đồng một lượng, chiều bán 80.700.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 78.200.000 đồng một lượng, còn là chiều bán 80.720.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 2.500.000 đồng một lượng. Cùng tại thời điểm tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 77 500 000 đồng một lượng và 80 500 000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá cao hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 78 triệu đồng một lượng, còn là chiều bán 80 500 000 đồng một lượng. Biên độ trên lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 2 triệu 500 cho đến 3 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNJ niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội hiện đang có mức giá ở chiều mua 78 triệu đồng một lượng, chiều bán 80 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội, khi ở chiều mua đứng tại mức 78 triệu đồng một lượng, còn ở chiều bán 80 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán tại PINZI 2.500.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hẹn đang có mức giá 77.800.000 đồng một lượng. Chiều bán 80.300.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu... Ở chiều mua đứng tại mức 78 triệu đồng một lượng, chiều bán 80 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại mi hồng SEC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 79 triệu 300 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 80 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 78 triệu 400 nghìn đồng một lượng, chiều bán 80 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốt số 9 vàng nữ trang Theo đó ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 26 triệu 467 000 đồng một lượng đến 67 triệu 100 000 đồng một lượng Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 28 triệu 467 000 đồng một lượng đến 68 triệu 400 000 đồng một lượng Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, giá vàng thế giới bốc hơi hơn 1% chỉ trong một ngày sau khi báo cáo công bố mới nhất cho thấy lạm phát tại Mỹ tăng mạnh hơn dự báo. Báo cáo từ Bộ Lao động của Mỹ công bố ngày hôm thứ ba cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng CPI toàn phần tăng 0,4% trong tháng 2 so với tháng 1 và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng tháng phù hợp với kỳ vọng, nhưng mức tăng cả năm cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức dự báo tăng 3,1% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. CPI lõi thước đo không bao gồm hai nhóm hàng hóa có mức độ biến động lớn và thường xuyên về giá cả là năng lượng và thực phẩm tăng 0,4% theo cơ sở tháng và 3,8% theo cơ sở năm hai mức tăng này đều cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo nhà phân tích kim loại quý độc lập ông ta quang phát biểu với hãng tin reuters dữ liệu lạm phát quả thực có nóng nhưng thị trường vốn dĩ đã lường trước được một phần vấn đề này Lúc đầu, sau khi báo cáo được công bố, giá vàng hầu như không có phản ứng đáng kể, nhưng sau đó giá bắt đầu biến động mạnh. Với lạm phát giảm chậm và có nguy cơ dai dẳng trên mục tiêu 2% của Fed, thị trường cho rằng Fed khó có thể cắt giảm lãi suất với tốc độ nhanh và mạnh trong năm nay. Tuy nhiên, về cơ bản, thị trường vẫn tin rằng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ được Fed tiến hành vào tháng 6 năm nay. Theo ông Taiwan các nhà đầu cơ giá vàng lên vẫn đang tìm lý do để đẩy giá vàng lên cao hơn. Tâm điểm chú ý sẽ được dịch chuyển sang cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào tuần tới. Tại cuộc họp này, Fed sẽ đưa ra cập nhật dự báo về lãi suất. Theo công cụ FedWatch của sàn giao dịch CME cho thấy, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng trên 50% vào thời điểm tháng 6 cho khởi động chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed. Cuộc họp tới của Fed sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20 tháng 3. Giá vàng đã lập kỷ lục mọi thời đại ở mức gần 2.200 đô la Mỹ một ao vào tuần trước. Nhiều nhà phân tích cho rằng ở vùng giá như vậy, ngay cả khi không có áp lực giảm về vấn đề lãi suất, giá vàng vẫn có thể đương đầu với áp lực giảm từ nhu cầu chốt lời của các nhà đầu tư. Theo ông Akadoshi, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường hàng hóa cơ bản Bắc Mỹ của công ty Research, trong ngắn hạn, giá vàng sẽ chuyển sang trạng thái tích lũy và có thể sẽ giữ ổn định ở ngưỡng khoảng 2.100 đô la Mỹ một ao trước khi bứt phá qua mốc 2.200 đô la Mỹ vào cuối quý 2 năm nay. Còn ở tại thị trường trong nước, sau chuỗi ngày tăng phi mã, giá vàng trong nước đều được điều chỉnh giảm rất mạnh trong phiên ngày hôm qua, khiến cho nhà đầu tư choáng váng. Nguyên nhân giá vàng đi xuống có thể do ảnh hưởng từ thị trường vàng thế giới. Đồng thời, sau nhiều ngày tăng nóng, vàng cũng gặp phải áp lực chốt lời từ người dân đã nắm giữ vàng trước đó. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin để khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.